Ế quá mọi người ạ, mà gần chỗ nhà tôi cách khoảng tầm 40 cây có một cái chợ tình, lên xem thử là nó như thế nào nhé. Tôi tò mò, bạn cũng thế. Vọng là sau cái chợ tình này về biết đâu lại có người yêu sao? Ui, đông ghế. Thì mình thấy là gửi xe ô tô 20, gửi xe máy 5.000 đó mọi người. Và gửi trực tiếp ở trong cái vườn cà luôn. Nắng quá mọi người ạ, nói chung là chắc phải mua một cái mũ. Chị ơi, lấy một cái mũ kia đi. Mũ đen. À, tôi nghĩ là tôi tự tin hơn để quay mọi người đấy. Thấy có vẻ là khá là nhiều thôn xóm các kiểu, người ta mỗi một con heo này đại diện cho một thôn thì cái. Ở đây thì có luôn cả cái trò chơi tung còn ha. Đó. Cầm cái kia quăng sao cho trúng cái này thì phải. Đề nghị là hội trẻ em luyện chơi Gunny, quăng cho chuẩn. Mình thắc mắc một chút là quăng trúng cái này thì có được giải thưởng gì không? Gần trúng. Rồi qua cái món bím trâu xào khế, dành cho ông nào chưa biết cái bím trâu là gì thì đó chính là cái pu xì của con trâu đấy. Tôi cũng chưa có ăn đâu, cũng không có nhu cầu thử. Ở bên kia là tôi thấy có thắng cố ngựa ở bên kia, rồi bên này thì có một số cái món trâu. Tí nữa tôi sẽ thử qua ăn thử vắt thêm cái thịt ngựa nó như thế nào. Thắng cố ngựa. Với cái hương vị của cái thắng cố ở đây thì mình thấy là nó có mùi ngũ vị hương. Nói chung là có mùi ngũ vị hương. Ở trong thì có thêm một cái gì đó khác nữa thì mình không biết tại vì chưa ăn thử. Nhưng mà hiện tại là thấy rất là nhiều người đặt mua cái món này. Tí nữa vắt vắng mình mua sau. Nhưng mà có mấy phát đảo mình thấy hơi 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 xấu mọi người ạ, có vẻ là chưa chín. Không biết thế nào. À, giờ mới đổ nước vào ạ. Cái trang phục của mình ấy là của dân tộc gì ạ? Nùng. Để cho mẹ tôi ăn thử cái lạp xưởng nướng đá của gọi là cái hot trend đồ ăn vừa rồi, xem thử là mẹ tôi có phản ứng như thế nào nhá. Cái này bán sao anh? 21 cây ạ. Một cái lạp xưởng nướng đá ở đây bán là 20.000 một cây mọi người ạ. Ăn này thấy sao mẹ? Ngon không, thơm quá. Vừa nãy tôi thấy ở đây còn có dàn dựng cả cái tục bắt vợ nữa, nhưng mà quay không có được. Trúng vánh quá, bắt nhanh quá. Bắt vẫn mất hút luôn. À, hiện tại thì bây giờ là cái gian thắng cố ngựa bên này là hết hàng rồi, cháy. Bắn nhằng một phát hết luôn. Nãy tôi không kịp vô, tôi mua một cái là hết rồi. Dạ. À, thực sự là phải tranh giành và giành giật khá là nhiều thì mình mới có được một cái tô thắng cố 100 nghìn như thế này. 100 ngàn một ly thắng cố và một lon bia. À, được một lon bia không? Đó, lon bia 20 ngàn nữa. À dạ. 20 ngàn đây. Muối này là muối gì ta? Thơm. Thơm. Cái muối này nó khá là cay thơm và cái mùi cái vị mặn của nó hơi bị nhạt một chút, cay nồng thơm, cái mùi gì quên mất rồi, hơi mùi na ná giống như là mùi của mắc mật, nhưng mà chắc chắn đây không phải là mùi của mắc mật. Tôi thấy có mùi ngũ vị hương ở đây và có một cái củ gừng, có vẻ người ta xài khá là nhiều gừng gừng xả các kiểu này. Nó dai thì thôi thôi. Mình đang bị đau răng khôn mọi người, to thêm cái quả thịt ngựa nó dai như thế này nhai bất tận. Lông ngựa. Lông ngựa. Cái mùi thịt ngựa này thì mình thấy nó hơi na ná cái mùi thịt bò một chút. Mùi thịt bò nhưng mà nó nhạt hơn một tẹo. Khá là dai và cứng. Nêm nếm các kiểu thì gia vị nó khá là ok rồi. Thì cũng khá là vừa, thơm. Chính xác, người đây là giòn này. Cái này là giòn này. Với cái món này thì mình thấy được nêm nếm khá nhiều gia vị, gần như cái mùi gia vị nó cũng át đi khá nhiều cái mùi thịt rồi. Nhưng mà cái mùi thịt ở đây thì nó cũng dễ ăn thôi, nó không có bị mùi gì quá đâu mọi người. Cực kỳ, nói chung là dễ ăn. Mình nghĩ là ai ăn cái món này được. Tại vì đây là cái lễ hội Việt Bắc ở Tây Nguyên, nên là mình cũng chưa chắc chắn được đây có phải là cái hương vị chuẩn Tây Bắc ở ngoài hay không. Nếu có dịp thì mình sẽ ra ngoài Tây Bắc thêm một lần nữa để mình lên trên Lào Cai để mình ăn cái món ăn cố này cho nó chuẩn ha. À, ở đây thì mình thấy là mọi người còn có cả một cái giải đánh bóng chuyền đó mọi người ạ. Đang đánh nhưng mà đánh mưa giữa 12 giờ trưa cũng hơi căng. Mình nhìn mới đi bộ thì mình đã thấy say nắng rồi. Đây còn đánh thể dục thể thao ở đấy nữa. Cái lễ hội này thì sẽ là tổ chức 3 ngày nhé.
thì như là tới ngày 12 âm lận, ngày hôm nay ngày 10, 11, 12. Rồi thì đây sẽ là cái lễ hội dân gian văn hóa Việt Bắc tại Tây Nguyên, cụ thể là tại Đắk Lắk thôi, chỗ mình. Tôi tò mò, bạn cũng thế. Nắng quá, về vội về. Ôi, bán heo quay khắp nơi. Cô các bác thì bảo đây là chợ tình trung niên mọi người ạ. Tại không thấy thanh niên đâu, toàn thấy trung niên, trung niên với thanh niên già đi thôi. Thế hệ trẻ đi làm hết rồi mọi người. Đây mùng 5, mùng 6 các kiểu là chạy lên thành phố đi làm hết rồi. Đi quay về mà không bắt được cô vợ nào. Vẫn ế tiếp rồi.